Xin tất cả quý vị lắng lòng. Ngày hôm nay tôi đến gặp quý vị, đây cũng là một cái duyên lành. Có rất nhiều người khi mà khám phá ra ở bên Đức Phật có cái vũ trụ Việt Nam, họ ngưỡng mộ. Từ bên Mỹ, bên Việt Nam, Úc đồ họ qua, họ đi tìm Thầy. Đi tìm tới mười mấy lần. Ngay như Thượng Tọa Nhật Từ đây cũng vậy, dẫn phái đoàn. Tôi thí dụ với hiện nay tôi ở đây, mà trước khi đó Thầy đi qua đó bữa nay, dẫn phái đoàn qua Đức Phật, nhưng mà Thầy qua bến thì Thầy ở đây. Có nhiều người đi mười mấy lần không giờ gặp, nhưng mà quý vị không mời Thầy, Thầy đến Thầy trình diện. Quý vị thấy sướng chưa? À. Cho nên quý vị ở đây, quý vị nào đã đọc cái cuốn mà Hành Trình Phương Đông, đưa tay Thầy coi. À, cũng ít quá, có thời giờ nên đọc. Đường Mây Qua Xứ Tuyết của những người ngoại quốc viết đó, chứ không phải có mấy ông tào lao viết. Thấy không? Có những cái điều mà chúng ta không bao giờ mình có thể mình tưởng tượng được hết. Cho nên tôi nói quý vị tu, mình tu theo Phật, làm sao mình phải cảm nhận được cái sự màu nhiệm trong cuộc đời này mới thích. Và tu làm sao mình phải biết trúng biết trật. Có biết cái này rồi phải không ạ? Người nào đã nghe Thầy nói chuyện rồi đưa tay coi. À vậy thì chắc biết hết rồi. Mình tu mình phải biết trúng biết trật. Bây giờ thôi Thầy hỏi một cái câu này, người nào mà đưa tay trả lời liền đó là có phần thưởng. Chuẩn bị. Tại sao ông Phật ông tu mấy năm ông đắc đạo, còn mình tu hoài không đắc đạo? Có nghe rồi là không được trả lời. Nghe rồi cả đằng sau. Hay lắm quý vị, cũng như Thầy lúc mà làm cái chùa khó khăn đó, ở bên Đức Phật Thầy cho hỏi cái câu tại sao, tại sao mà Đức Phật không chọn những cái chỗ như Sài Gòn, chợ lớn, Hà Nội đắc đạo, mà Ngài chọn chi mà cái chỗ khổ quá vậy ta? Mà sau này mình mới Đức Phật chọn những cái chỗ mà đau khổ nhất, độ chúng sanh. Trời nóng cũng nóng kinh khủng, trời lạnh cũng lạnh khủng khiếp. Mũi thì mười mấy loại mũi. Thầy về Việt Nam Thầy thấy con mũi Việt Nam nó cũng rất là tử tế. Vì trước khi nó cắn vai o o nó kêu cái mình lấy, còn bên đó phút cái là cắn. Cho nên tôi mới lặp lại, xin thưa tất cả quý vị, quý vị tu Phật làm sao mình phải cảm nhận ngay cái cuộc đời này có kết quả trong này mới thích. Còn mà mình đợi kiếp sau đó không có ok. Cũng như quý vị đi buôn bán, quý vị có lời nhưng mà lỗ nó phải đóng cửa sớm sớm hay mất vốn. Có nhiều người tu mất vốn. Tu gì mà có nói thưa, thưa thầy con năm nay con tu 40 mấy năm 6 tháng mà. Nhìn vô cái mặt đen thùi lùi, đi cái đầu lắc lắc, gặp người ta lùm lùm, bình luận chỉ trích. Cho nên Thầy mới nói quý vị, Đức Phật sau khi đắc đạo Ngài thuyết giảng từ cái thấp đến cao, mà chúng ta có thông minh gì mình học mấy trăm năm cũng không hết nữa. Có nhiều người học Tam Tạng Kinh Điển mà học nhiều quá rồi quên, không biết ông Phật nói gì, phải không ạ? Cho nên Thầy mới thu gọn trong mấy điểm, thu gọn mấy điểm thôi. Điểm thứ nhất là nếu quý vị trong cuộc đời quý vị muốn an lạc hạnh phúc, muốn thấy những cái sự mầu nhiệm trong cuộc đời này, muốn thấy kết quả, là đầu tiên là mà phải to believe in karma qua các bà. Đầu tiên là phải tin nhân quả. Vì tin nhân quả là khi mình tin nhân quả là mình sẽ không bao giờ làm người khác khổ. Chắc chắn là chúng ta có phước. Rõ chưa? The person believe in karma, they do nothing wrong. Ở đây vị nào mà nói tiếng Anh giỏi đưa tay Thầy coi. Rồi rồi. Lên ngồi xích ra này. Nhiều khi Thầy nói tiếng Việt trật phải chỉnh Thầy. Người nào nói tiếng Pháp
qui peut parler bien français? Quý vị thầy phải nói, thầy nhờ cũng theo cái gương Đức Phật, khi mình dốt, mình dám nói mình dốt. Thầy về Việt Nam bây giờ là tiếng Việt thầy đổi, chứ hồi trước thầy về Việt Nam bị bắt lỗi hoài. In the case as my Vietnamese is not clear, you can correct me. Bởi vì tiếng Việt khó lắm quý vị, thấy tiếng Anh, tiếng Pháp là nó dễ, chứ còn tiếng Việt thầy thấy nhiều khi nói chuyện bị bắt lỗi hoài. Nhưng mà quý vị những cái câu mà thầy sử dụng, quý vị cũng phải lặp lại cho đúng nha, không thôi thầy cũng bị hàm quan. Mà thầy bị hàm quan, cũng như Đức Phật khuyên rằng trong cuộc đời con người, mỗi người đệ tử Phật hay là cảm tình Đức Phật nên chiêm bái tứ thánh địa. Tứ thánh địa là hay cũng gọi là tứ động tâm. Tứ thánh địa là chỗ nào? Là nơi Phật giáng trần Lumbini. Hiện nay ở xứ Nepal, Buddha Gaya là nơi Phật đắc đạo, Saranath nơi Phật chuyển pháp luân, Kushinagara là Phật nhập niết bàn. Tứ thánh địa gọi là tứ động tâm. Thì khi mình đến đó, cái tâm mình an lạc, mình thu hút cái năng lượng đó, khi chết mình sẽ sanh an lạc, cho nên ai cũng đến đó hết. Mà các đoàn Phật tử qua, thầy lặp đi lặp lại, thầy nói đây là quý vị đã thực hiện được một trong những cái điều Đức Phật khuyên là chiêm bái một trong tứ thánh địa hay là tứ động tâm. Nó rất là dễ, mà thầy lặp đi lặp lại suốt một hành trình chiêm bái vậy đó, không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà thầy vẫn bị hằng quan. Có hai vợ chồng ông bà đó, ông đi chiêm bái và ông về bên Mỹ đó. Ông nói thì sao mà con cái nó biên thơ, nó cảm ơn thầy, mà cũng làm cho thầy sửng sốt. Nó nói bố mẹ con từ Bắc vô Nam, dẫn chúng con từ Bắc vô Nam nghèo khổ, rồi từ Nam rồi dẫn qua Mỹ làm ăn phát đạt, chưa bao giờ con thấy bố mẹ con vui bằng sang đất Phật thầy dẫn đi chiêm bái. Bố mẹ con mừng lắm, con cảm ơn thầy. Khi bố mẹ con đi chiêm bái là về thay đổi, đặc biệt là thầy dẫn bố mẹ con đi thăm tứ động cơ. Cái này thầy cũng bị hào quang rồi đó. Tứ động tâm, nếu mà tứ động cơ ít bữa thành ra gì, ngủ động cơ, phải không ạ? Cũng như mình đi vô chùa, cũng như có nhiều vị á, thầy cũng ngạc nhiên. Vô chùa nghe dạ thưa thầy, ngài thầy tụng kinh ngài mấy suất? Nó làm giống mình ca sĩ xin ơi. Tụng kinh ngoài mấy gì? Mấy thời. Không thấy gì không? Gặp mấy anh mà lái taxi, anh hỏi ngài thầy tụng kinh ngài mấy cuốc? Mấy bà mà đến mấy ông mấy bà đến bạc hỏi thưa thầy ngài thầy tụng kinh ngài mấy chén? Thành ra đề nghị quý vị, chúng ta rất là duyên lành, mình theo Phật, mình theo chúng là có kết quả ngay trong đời này. Cho nên thầy hay vui, thầy nói quý vị tu Tịnh Độ nè, Mật Tông nè, Kim Cang Tông, về Pháp Hoa Tông, rồi gì á, mà Lạt Ma Tông. Lạt Ma Tông biết không ạ? Lạt Ma Tông là bây giờ có nhiều người theo mấy ông Lama đó, người ta Lama Tông. Hay là thầy còn vui nữa, Lung Tung Tông, hay là Tả Bích Lù Tông. Tu cái tông nào mà mình thấy có kết quả ngay trong đời này, theo. Còn không có là mình ra đi đó. Cho nên thầy nó mới nói quý vị, mình không biết sống bao lâu, thành ra mình học một vài điều của Đức Phật dạy có kết quả ngay trong đời này. Cũng như tôi nói với thật sự quý vị đó, tôi ở Việt Nam có mười mấy năm thôi, nhưng mà tôi rất là may mắn gặp được một ông sư phụ ở trên miền núi Thất Sơn. Thầy dạy những cái mật pháp rất là đơn giản, nhưng mà áp dụng tuyệt vời. Không biết quý vị có muốn học cái đó không? Có nhiều người học tới bao nhiêu bằng cấp nhưng mà khổ vô cùng, đi đâu ai ta cũng sợ. Nhưng mà riêng ông sư phụ này, ông dạy thầy rất nhiều mật pháp, trong đó có mật pháp thầy nói thế này nè: khi nào con uống một ly nước, ăn một chén cơm là không được quyền quên ơn. Mà thầy ít nhất là 3 lần trong cuộc đời của thầy. Và xin thưa quý vị, khi mà thầy rời Việt Nam đó, chỉ có một cái quần và hai cái áo mà hầu như tất
cả những gì ước mơ trong cuộc đời đều có hết nhờ tri ân, gratefulness. Quý vị thấy chưa? Học chi mà 7-8 cái bằng cấp đi ai ta cũng ngán muốn chết. Đi làm mướn, đi dạy học trên mấy chục nước trên thế giới chưa bao giờ gặp khó khăn. Đi tới nơi nào nhờ tri ân đất nước Việt Nam, cho nên thầy đi qua đất Phật, thầy thấy nước nào cũng có chùa, không có chùa, cho nên thầy đã làm được cái chùa, hai cái chùa đặt mang tên Việt Nam. Đó, cho nên thầy nói nó đơn giản thôi, quý vị thấy không? Có những cái mật pháp rất là đơn giản nhưng mà chúng ta áp dụng. Có nhiều mà học, thầy nói cho quý vị, thầy không phải là thầy chê những cái người bằng cấp, nhưng thầy cũng khoái bằng cấp lắm. Học gì mà 8-9 cái bằng cấp treo đầy nhà mà đi ai ta cũng sợ. Đi tới chỗ nào ở thời gian bị ở tù là bị không có tri ân. Cũng như thầy đi tới Lâm Thị Ni, thầy thấy nơi thánh địa Lâm Thị Ni tiêu điều, thầy khóc và thầy ước mơ áp dụng cái mật pháp đó tri ân. Và xin thưa tất cả anh chị, nhà vua Birantra mời thầy sang cho đất. Và cái câu chuyện dài lắm, không ai nghĩ. Và chúng ta là ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, bây giờ có trên 35 nước trên thế giới. Hồi xưa không có đường xá, bây giờ có đường xá, internet, có điện đồ đàng hoàng. Và báo tin mừng quý vị biết là chúng ta đã thành công vận động chính phủ Nepal đã làm cái phu trường quốc tế ở tường nơi Phật giáng trần. Quý vị thấy không? Chỉ cần áp dụng thôi. Cũng như chúng ta là người Việt Nam, mình sanh ở Việt Nam, mình phải tri ân đất nước Việt Nam mình. Và quý vị tri ân cha mẹ thầy tổ là mình sẽ được nhiều hay lắm. Cũng như quý vị thấy, thầy ở Âu Châu nhưng mà đi sang nước Đức không biết bao nhiêu lần. Đi sang nước Đức không biết bao nhiêu lần, nhưng mà tiếng Đức rất là khó. Nhưng mà mỗi lần mà thầy đi dạy bên đó là thầy nói tiếng Anh với tiếng Pháp, không có vấn đề. Nhưng mà một thời gian ngắn đây, khi mà thầy đi sang bển á, là bữa đó có thời giờ, thầy mới nghĩ rằng có thời giờ, bây giờ mình phải đi sang Đông Đức. Đông Đức cũng giống như mình Việt Nam hồi xưa chia đôi, một bên Đông một bên Tây. Bên Đông thì theo Cộng sản, bên Tây thì theo Tư Bản. Thì khi mà đi qua bên Đông Đức đó, phần lớn ở bên Đông Đức đó quý vị, họ ít có nói tiếng Anh, họ nói tiếng Nga. Còn bên Tây Đức thì không vấn đề. Thầy đi qua bển thì thầy đâu có biết tiếng Đức. Đi ra ngoài, đi ra ngoài ga xa lửa đó, nói không biết. Mà quý vị biết đó, khi mà mình đi một cái nước khác mà mình nói tiếng người ta không hiểu là bằng cách gì. Mình nói gọi là body language, tức là mình ra dấu nhau mà. Thì thầy mới ra dấu, ông biết cái giấy rồi, ông ra ông mua cái giấy cho thầy 3,50 euro. Khi mà ông mua xong á, thầy lấy 5 euro thầy đưa ông, ông không lấy, mà ông cầm cái ticket đó quý, nhỏ thế này, thầy vẫn còn giữ đó. Ông quỳ xuống vậy nè, ông để trên đầu, ông làm thầy sửng sốt. Ông người Đức da trắng, tay da trắng, thầy sửng sốt vô cùng, làm thầy xúc động. Mà lúc đó xe lửa tới, mình đâu có chờ, thoát lên xe lửa mà thấy ông vẫn còn nắp tay, ông xá thầy. Rồi tự nhiên trong lòng thầy nói, nếu sau này mà thầy gặp bất cứ một người Đức nào mà sang đất Phật, thầy sẽ mời vào chùa ăn cơm. Mời vào chùa ăn cơm. Và nếu có cái cơ duyên làm tốt cho nước Đức, thầy rất vui mừng làm. Mình chỉ nói vậy thôi. Và xin thưa quý vị, một thời gian ngắn trôi qua, mấy cái ông đệ tử đó, ông chở thầy đi tới chợ Rameshagan, cái vùng đẹp lắm, cái vùng du lịch đẹp lắm. Thì các anh mà nó có một cái tòa nhà, nó nằm trên một cái hồ rất là đẹp. Thì mấy anh chị em hỏi thưa thầy, thầy thấy cái chỗ này đẹp, thầy nói đẹp lắm. Rồi có đứa nó còn tiêu lâm, nó hỏi thưa thầy, thầy muốn mua chỗ này, thầy muốn mua lắm. Một lát đó, mà mình nói vậy, nó thầy không biết là nó chơi nó thiệt, nhưng mà thầy cũng vui. Thầy thấy chỗ này đẹp lắm,
Một lát mấy đứa bay chở tao xuống thủ đô Berlin, tao mua về tờ giấy số, trúng về tao mua nha. Và xin thưa mình nói như vậy thôi mà thầy có không nghĩ. Và xin thưa quý vị, cái câu chuyện nó rất là hấp dẫn, dòng do dòng lợi ích, bữa cái tự nhiên mua nguyên cái tòa nhà đó. Quý vị thấy sung sướng chưa? Mà cái tòa nhà đó có thể chứa mấy trăm người luôn, khoảng 300 người luôn, xong xuôi đàng hoàng hết. Bây giờ ở đây vị nào mà muốn đi sang đó ở, đưa tay thầy coi. Ờ, một lát ghi tên. Không, ước mơ. Không, đây là một cái mật pháp thầy nói các anh chị á, sửng sốt. Và mấy cái người Đức xung quanh họ ngạc nhiên, họ tưởng là thầy giàu lắm. Mua. Câu chuyện nó chưa dứt. Hả? Không, bây giờ là mình làm chủ 100%. Không, bây giờ mà quý vị ngày mai mà quý vị mà có visa rồi là lên máy bay rồi qua đó cho nó ở. Thầy Quế Sơn là từng qua chỗ đó. Mà cái chuyện kế này còn hấp dẫn hơn nữa, cũng nhờ Tri Ân. Thầy đi dạy rất nhiều trường, và có những lúc đi qua những cái tòa lâu đài của mấy ông vua bà chúa đó. Thầy chỉ mơ ước, trời ơi, ước gì mà mình mua được cái tòa lâu đài này, sửa để cho học trò mình vô ở. Nhưng mà thầy không có nói, vì mình nói ra nó nói mình khùng khùng. Nghe không? Mà xin báo tin mừng quý vị biết, thầy cũng mua được cái tòa lâu đài. Bây giờ anh chị em nào trẻ sinh viên mà thích học tiếng Đức, đưa tay thầy coi. Rồi một lát ghi tên. Và anh chị em qua đó ở rồi mới thấy nó đặc biệt đó. Không ai ngờ. Cho nên quý vị mà tu trúng là chúng ta thấy bao nhiêu là kết quả trong. Cũng như thí dụ thầy là một người tầm thường, đến Nepal không có chùa, khởi sự lên. Và đặc biệt là quý vị biết đó, cái lúc mà đến cái chùa mình đang cất là chiến tranh Nepal xảy ra. Chiến tranh Nepal xảy ra, tất cả mấy thầy cũng chuẩn bị đồ đi hết. Bởi vì mình thương là thương. Xin lỗi. Nhưng mà không khéo, nó vô, nó bắn lộn vô, bắn mình chết nữa. Nhưng mà lúc đó thầy nghĩ, lúc mà mình đến là nước Nepal là hòa bình, họ bán cơm bán gạo mình ăn, bây giờ họ đau khổ mình bỏ đi thấy tội quá, quyết ở lại. Nhưng mà ở lại làm cái gì? Thì quý vị thầy cũng áp dụng cái mật pháp trồng tri ân. Thì ra cái chỗ Phật mà giáng trần đó, thầy nói con là nạn nhân, thầy là nạn nhân của chiến tranh. Quý vị biết ạ, ở đây quý vị nào đã từng sống trong thời chiến tranh đưa tay thầy coi, đau khổ vô cùng. Thầy đi học vào ban đêm, cho nên bây giờ thầy mà nghe tới hận thù chiến tranh thầy ghét lắm. Cho nên nếu được mỗi vị phát tâm với thầy, mình là sứ giả của hòa bình, chỗ nào mình đi tới, thầy ra cái chỗ Phật thầy chỗ đó cũng linh lắm quý vị. Thầy khấn nguyện, thầy nói con là cái người nạn nhân của chiến tranh. Bây giờ chiến tranh xảy ra mà giết chết quý vị, mà chiến tranh xảy ra là người phụ nữ và trẻ em là khổ nhất. Cho nên thầy ra thiệt khấn, thầy nói bây giờ chỗ này ngài sanh ra mà con đến đây, người ta rất là tốt với con, bây giờ con muốn bỏ đi nhưng bỏ đi không được. Thì nếu mà ngài, nếu đây là chỗ linh thiêng, mà nếu con chết thì con xin sẵn sàng chết cho dân tộc Nepal hết chiến tranh hận thù. Trường hợp con không chết thì tiếng nói về hòa bình của con các phe lâm chiến đều phải nghe, còn đứa nào mà không nghe phải ngúng cù đeo. À, và thầy quỳ thầy lại xong thầy đi chính vòng y như vậy. Lúc đầu mà thầy ra mà thầy vận động nó quý, rất nhiều người phe nào cũng chửi mắng thầy, mà thầy nó không. Trước khi thầy đi gặp lãnh đạo, mà đặc biệt là bên đó cái phe mà cộng sản mà theo Maoist nó ghê gớm lắm, theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Mà thầy, một câu chuyện nó rất là hấp dẫn dài. Và cuối cùng đó quý vị, à đúng rồi, cái vụ này, cái vụ lúc đó quý vị rất là khó, vì mình đâu có phải là chính trị. I'm not politician, the sheep are politician. Nhưng mà làm sao? Thì lúc đó thầy mới suy nghĩ, bây giờ mà muốn đi tìm mấy ông cộng sản nói chuyện thì mình phải kiếm mấy ông cộng sản.
Và Cộng sản cũng giống như họ, cái family, hiểu không? Cái thì thầy mới nhớ lúc đó là cái ông đại sứ Vũ Hoàng Diệm Việt Nam, ông quý thầy lắm, ông này rất là giỏi. Thì bị cái đảng Cộng sản Maoist nó ở trong rừng, nhá. Nhưng mà thầy ở phía ngoài thì mình gặp được, mà mình cái quan trọng là cái nhóm Maoist. Thầy ngồi thì cái này tĩnh tâm thầy suy nghĩ, bây giờ mình không phải là Cộng sản, nhưng mình phải tìm một cái anh Cộng sản để kết nối mình gặp Cộng sản. Mà thầy gặp ảnh là thầy niệm Phật, là thầy tính làm sao thầy gõ cái đầu cái nó hết quán lộn. Nhưng mà nó không đơn giản. Thì thầy mới gặp ông đại sứ Vũ Hoàng Diệm, thầy cũng nói, bởi vì cái đảng Cộng sản, quý vị, cái chính trị này rắc rối lắm, thầy nói quý vị. Nhưng mà thầy, cái này là Phật cho thầy ý kiến. Bây giờ mình muốn gặp Cộng sản thì mình phải kiếm cái anh nào bà con với Cộng sản, đồng ý chưa? Thì thầy nhờ cái ông đó là kết nối với thầy, gặp cái ông Sitaram là cái người thứ ba của đảng Cộng sản Ấn Độ, để thầy gặp cái ông đảng Cộng sản Ấn Độ để giới thiệu cái đông cảnh sản kia, để thầy nói cái tâm tư của thầy là phải theo Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng ông nói ông không quen, ông cũng sợ chứ. Thầy thì con cũng thương, nhưng mà con phải thương cái chức vụ con hơn. Thầy thất vọng. Cái quý vị về đó, thầy cũng lại Phật, cái này thầy áp dụng cái mật pháp của thầy, thầy áp dụng lại Phật, bây giờ coi như bế tắc rồi. Mà lúc đó là cái luật của Nepal là không được quyền tiếp xúc với đảng Cộng sản Maoist, coi như là terrorist. Terrorist là cái gì? Terrorist là cái người mà nó giết hay nó lùm giết ta. Như thế này. Terrorist. À, khủng bố. Nhưng mà mình gặp nó để mà nhầm mặt nó, thuyết phục. Mà ngày nào thầy cũng tụng kinh, lại kinh Pháp Hoa trì chú. Thầy đi ra chỗ Đức Phật, thầy cũng khấn lại. Thầy nói bây giờ bất lực rồi, còn nhờ ông đại sứ Việt Nam Vũ Quang Diệm mà không giúp được, mà bây giờ không ai giúp, thì bây giờ xin Ngài giúp con. Cái về thầy mới biên cái thông cáo. Thầy biên cái thông cáo bằng tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Nepal. Nói tôi là người Việt Nam, người ngoại quốc đầu tiên đến mở cái Lâm Thị Ni này. Tôi là nạn của chiến tranh. Bây giờ tôi mong là gặp thủ lãnh của đảng Maoist. Thầy rải, thầy nói rồi, cái nó cũng cho người ta hỏi ông muốn gặp. Tôi muốn gặp để tôi đưa cái mật pháp ra để mà chấm dứt chiến tranh hận thù. Vòng, té ra là ở cái anh mà gác cửa chùa mình đó, có người bà con là theo đảng Cộng sản Maoist. À, kết nối. Rồi, kỹ lắm quý vị. Họ hỏi thầy tại sao thầy tôi muốn gặp, để tôi nói về cái đau khổ của chiến tranh hận thù. Thế xong rồi hẹn nhau rồi quý vị. Họ bịt mắt thầy, hẹn á, bịt mắt thầy vẫn đi 7 ngày đêm á. Xô gặp ổng, thầy cũng nói, nhưng mà thầy nghĩ rất may là mình là Việt Nam. Thầy cũng nói tâm tư, tôi là người Việt Nam, nhưng mà tại sao tôi đến đây mà tôi chống lại cái chiến tranh này, là bởi vì chiến tranh là hận thù. Mà quý vị biết, ông quý vị, ông Phật là người Nepal, ông sanh ở Lâm Tỳ Ni. Quý vị không nghe, mà quý vị nghe người khác. Đức Phật có một cái vũ khí TT. Đức Phật đưa cái giáo lý đi khắp nơi trên thế, không có giết hại người nào hết. Thầy quên đó, thầy dùng. Cho nên vì vậy mà thầy mới viết cái cuốn sách này được Liên Hợp Quốc ra mặt, gọi là TT Weapon. Quý vị nào ở đây có đọc chưa? Chưa phải không? TT Weapon là cái thầy Việt Nam quá. TT là gì? TT chung TT chứ không phải TNT. TNT là thuốc nổ. Còn TT này, TT là thầy viết tắt từ cái chữ Việt Nam. TT là tình thương. Vũ khí tình thương mạnh lắm. TT là tình thương chứ không phải thất tình nha. Không phải thiếu tiền, tương tư tự tử. The most powerful. Và cuốn sách này thầy rất là vui mừng được Liên Hợp Quốc bảo trợ. Và xin thưa quý vị, trước khi vô đó, cái này kháng nguyện. Lại vô nói khóc. Và sau đó mời tất cả các phe lâm chiến xuống chùa mình. Rồi ra cái chỗ Phật thầy nói đó, ông lãnh tụ đứng ông khóc. Và báo tin mừng quý vị sau cái cuộc gặp đó,
tất cả các phe lâm chiến nghe thầy buông súng. Chuyển dành cho biết. Cho nên thầy nghĩ đây là một cái vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Cũng như có nhiều anh chị khi chưa có gặp nhau thì thôi anh yêu em yêu anh, nhưng mà gặp nhau rồi đẻ hai đứa con bắt đầu gây lộn. Mà đặc biệt là mấy anh mấy chị phải biết, mấy anh là tính người đàn ông hay nóng, phải vậy chưa? Thì bây giờ mình muốn giải quyết cái chuyện này làm sao? Thường thường nếu mà không có biết cái này là đưa ra tòa ly dị, khổ cho mấy đứa con mà mình cũng khổ. Thành ra thầy có cái phương pháp ở đây, quý vị muốn học không? Mấy anh tánh hay nóng, mỗi một lần chửi mấy chị đừng có thèm trả lời. Vô đó, cái trái cam đó, rửa sạch dừa, rửa dừa niệm Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát A Di Đà Phật. Cho con nặng cái chanh này cho chồng con hết chửi con. Yeah. Rồi xin mà quý vị nặng, vừa nặng chăng mà cái tâm mình đưa cái power, cái năng lượng vào đó. Rồi quý vị quậy theo cái kim đồng hồ. Rồi quý vị thêm một chút mật. Nghe không? Yeah. Không, phải thành thật á. Ra mô Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cho chồng con uống cái này là hết chửi con. Đưa cho anh uống. Anh uống xong rồi chắc chắn là không thể vừa uống vừa chửi. Anh uống xong rồi cái anh hết chửi. 5 phút sau chửi nữa. Mấy chị cũng đừng có trả lời, đi vào làm cái ly chanh khác mà làm ngon hơn dừa niệm Phật. Xin Ngài gia hộ cho anh hết chửi con, ra đưa cho anh. Uống xong rồi 5 phút chửi nữa, làm nữa. Thứ ba, làm thứ tư, thầy nghĩ làm thứ năm là ok. Nếu nào thứ năm mà anh vẫn tiếp tục chửi, cũng đừng trả lời, ra điện thoại cho bác sĩ thần kinh. Tương tự cũng vậy, mấy anh chẳng may gặp một cái người vợ rắc rối hay kiếm chuyện với mấy anh thì mấy anh cũng làm y như vậy. A Di Đà Phật Quan Thế Bồ Tát cho vợ con hết chửi con, hết nói nặng con, ra cái này nè, thôi em uống giùm cho. Uống xong rồi chửi, làm ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là thầy nghĩ ok. Mà nếu mà tới ly thứ sáu mà tiếp tục chửi, cũng điện thoại cho bác sĩ thần kinh. Cuộc đời của mình quý vị tuyệt vời, cũng như thầy. Thầy làm, thí dụ như thầy Nhật Từ, ông làm cái chùa đây đó, thầy lất cái chùa đây còn nói được. Còn bên đất Phật là khỉ o cò gái, không, cái cộng đồng Việt Nam có một mình thầy thôi. Mà thầy cất cái chùa, nó kêu ông nố, ông nội, ông sơ thầy ra nó chửi. Không trả lời. Mà thầy còn đi tiếng nữa, là thầy lựa mấy cái ông mà chửi thầy đó, cái hình thiệt đẹp, thầy lộng trong một cái kiếng để cái chỗ đó. Mỗi ngày đó, thầy xin lỗi, cúng nước lại ba lại. Có lẽ kiếp trước tôi vô tình, vô minh, tôi làm thầy khổ. Bây giờ tôi lên kiếp này, ngài chửi tôi, thôi quề quề quề. Mấy đứa đệ tử thầy á, nó không dám nói, nó tưởng là thầy khùng. Không có khùng, thầy lại có 4 tháng mà mấy ông đó thương thầy ghê lắm. Thế giới ngày hôm nay khổ là vì hận thù. Hận thù không trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới cho xóa bỏ hận thù. Quý vị thấy không? Quý vị mà áp dụng đúng lời Phật dạy, thế giới này đúng lời Phật dạy không bao giờ có. Cũng như rất nhiều anh chị ở với nhau 3-4 đứa con đòi ly dị 7-8 năm không xong, là bởi vì cũng vụ chia của thôi.
Bữa đó họ nghe thầy, họ đến xin phép thầy gặp 15 phút. Thầy nói xong, hai mấy vợ chồng bây giờ sống rất là hòa hợp. Áp dụng cái mật pháp của thầy. Mấy anh chị rõ chưa? Cũng như chúng ta sanh ra đời, người khác sanh ra nhầm trái cam trái chuối, nhưng mình chẳng may sanh nhầm cái trái chanh, mà cái trái chanh thì nó chua. Đồng ý chưa? Nhưng chúng ta biết thêm đường nó trở thành cái limonade. Quý vị thấy chưa? Hay là mình ăn ăn cái gì mà nó khó khăn, mình ăn chanh cho chua. Hay là mình ăn trái cốc, phải có chanh có muối. Đồng ý chưa? Cho nên quý vị thấy cái lời dạy của Đức Phật chúng ta áp dụng là tuyệt vời. Cũng như quý vị thấy, thầy là đệ tử của Phật, nhưng mà tại sao thầy rất là quý Chúa Kitô, Chúa Giêsu? Ở đây có vị nào đạo Thiên Chúa không? Đưa tay thầy coi. Đưa tay coi. Như thầy, thầy là kính Đức Phật, nhưng mà thầy rất thương Chúa Kitô, là bởi vì Chúa, tất cả mọi người đều theo lời Chúa và lời Phật, sẽ không bao giờ có chiến tranh hận thù như Chúa dạy. Bây giờ thầy nói, ví dụ có nhiều người chỉ trích thầy, nói trời ơi thầy Phật giáo mà sao mà thầy biết. Không biết ông nội bà nội nào mà đem cái tình thương, đem hòa bình là thầy kính hết. Chúa Kitô dạy, ai mà đánh cái bên này đó, con đưa cái bên kia đánh. Khi nào mà con bố thí tay mặt là không cho tay trái. Wonderful. Cho nên quý vị, thầy ngưỡng mộ Chúa, cho nên chính thầy là cái người tổ chức lễ Noel tại Lâm Thị Ni luôn. Đạo Thiên Chúa rất là ngưỡng mộ. Thấy chưa? Mình phải nhìn cái hay của người ta. Và chính thầy là cái người cũng đã từng đi tới cái chỗ mà Bethlehem, nơi mà Chúa ra đời. Bây giờ ngay hồi nhỏ đó, thầy ước mơ rằng thầy sẽ được đặt tay vào cái chỗ ông Chúa ông sanh á, mà thầy đặt. Mà không biết lúc đó cái này mình cảm động, thấy cái tay cũng run run. Anh chị em nào mai mốt cái dịp đó, tất cả. Cho nên quý vị, chúng ta phải nói không phải Đức Phật, mà bất cứ cái người lãnh đạo tôn giáo nào mà đem cái tình thương hòa bình là mình nên theo. Đặc biệt là mấy cái ông mà xuống đánh lộn đừng có theo. Phải không? Cũng như quý vị thấy, thầy theo Phật, nhưng mà tại sao mà thầy lúc nhỏ đó, lúc nhỏ còn đi học tiểu học đó, thầy rất là ngưỡng mộ một cái bài thơ, mà sau này thầy nghe cái bài thơ là của ngài Huỳnh Phú Sổ. Quý vị có ngài Phú Sổ không ạ? Ông làm cái bài thơ này hay lắm, có muốn thầy đọc bài thơ này không? Cái bài thơ này ấn tượng lắm quý vị. Không biết phải ngài Huỳnh Phú Sổ làm không, nhưng mà ấn tượng lắm. Mà cái đầu đề không có. Cái bài thơ này thôi thầy tạm gọi là bài thơ Tình Yêu Mặn Nồng. Bài thơ hay lắm. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu mà yêu tới mặn nồng thì dữ dội lắm. Yêu người yêu vật lẫn non sông, tình yêu bao quát trong hoàng vũ, chẳng phải yêu riêng khách má hồng. Nghĩa là khách má hồng cũng yêu, mà yêu có 20% thôi. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy nuông chiều, quay về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Quý vị thấy bài hay chưa? Tuyệt vời. Thầy nghĩ cái người vị mà làm cái này đó là Bồ Tát. Quý vị thấy hay không? Bây giờ quý vị thôi, thầy ráng thầy ngâm cho quý vị nghe. Đồng ý không? Thầy không có, nhưng mà đi chỗ nào mà vui là thầy ngâm. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu người yêu vật lẫn non sông, tình yêu bao quát trong hoàng vũ,
chẳng phải yêu riêng khách Mã Hồng. Nếu khách Mã Hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy nuông chiều, quay về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ủa gì thấy tuyệt vời chưa? Cho nên thầy nói Ngài Quỳnh Phú Sổ cũng là hiện thân của Bồ Tát, cho nên mới làm những được bài thơ đó. Và thế giới này ai cũng theo như Ngài. Wonderful. Và quý vị thấy ngay, quý vị ngay cái Lâm Tỳ Ni, nơi đó là nơi Phật giáng trần, mà xung quanh phần lớn người đạo theo Hồi giáo. Nhưng mà với cái tư tưởng của thầy, bây giờ họ rất là kính trọng thầy, họ để cho mình yên. Mình mà lạng quạng lấy cây rượt chạy chết. Cho nên thầy nói quý vị đã theo Đức Phật, Đức Phật tuyệt vời. Cho nên quý vị, chúng ta mà theo Đức Phật là mình phải áp dụng, có ngay trong bản thân mình, trong gia đình. Và cho nên mà quý vị mà áp dụng đúng cái này đó là quý vị sẽ có ăn lạc. Kể cả những người nào chửi, mình đừng bao giờ chửi lại. Đó cũng như mấy ông mà ông chửi thầy đó, không bao giờ thầy chửi lại, mà thầy còn lại còn cúng nữa. Wonderful. Dân tộc Việt Nam, thầy nghĩ tới bây giờ mấy ông nhà nước này cũng chưa biết mà khai thác nữa. Cũng như nước Việt Nam mình, người ta vô đây người ta đô hộ, người ta đem bom, người ta giỏi. Nhất là thời Mỹ, bao nhiêu tấn bom dội quê hương. Nhưng mà bây giờ ôm mấy ông Mỹ nhảy đầm ngon lành. Trong khi đó người Tàu, người Korean, người gì? À, người Đại Hàn tới bây giờ cũng không quên cái hận thù với người Nhật Bản. Nhưng mà mình, thành ra cái người Việt Nam mình quý vị cái tâm. Thành ra tôi nghĩ chúng ta cần phải, thế giới hiện nay đau khổ là vì hận thù. Cũng như quý vị thấy như Đức Phật. Quý vị Đức Phật á, có những cái hình ảnh tuyệt vời. Cũng như quý vị khi Đức Phật đắc đạo đó, người ta ghét giữ Đức Phật đó. Vu khống Đức Phật đó, cũng như người ta bằng cách vu khống này nọ, nhưng mà Đức Phật Ngài tỉnh bơ. Cũng như cái cô Chinh Cha, cái lúc mà Đức Phật mà thuyết pháp đó, thì người ta kiếm một cái cô gái thiệt đẹp, lấy cái gối nó địch vô cái lúc mà Đức Phật đang ngồi chỉ mặt. Này ông Cầu Đàm, cô Gautama Tum Karp Achanaya, cũng như này ông Cầu Đàm, ông lấy tôi có mang mà ông ngồi ông thuyết pháp. Lúc đó quý vị mấy người mà chứng đạo đó giận lắm, nhưng mà Đức Phật rất là bình thản. Đức Phật cười, mà mấy người mà muốn đến đánh cổ Đức Phật nói không có đai mà được đụng cổ. Nobody touch her. Mà Đức Phật còn nói một câu rất rất là thầy nghĩ là tuyệt vời. Ô Chinh Cha Tum Ka Bhut Krap Achana Hi Ha. Có nghĩa là tiếng Việt vậy, tiếng Anh dịch ô Chinh Cha, what you tell only you and I know reality. Hay là Circuit tradition mang toi mo connect reality. Ở tiếng Việt mình dịch là những gì cô nói chỉ có tôi và cô biết sự thật mà thôi. Yeah. Mà Ngài nói ai cũng chưng hửng hết. Mà tiếng Anh, tiếng Pháp là thầy nghĩ dịch không hay. Tiếng Việt mình thầy nghĩ dịch hay. Nếu mà tiếng Việt mình, này cô Chinh Cha, những gì cô nói chỉ có tôi và cô biết thôi. Nha. Nhưng mà tiếng Việt mình dịch này, này em Chinh Cha, những gì em nói chỉ có anh và em biết mà thôi. Yeah. Only you and I. Còn mà dịch ngon chút nữa, này em Chinh Cha yêu quý, những gì em nói chỉ có hai chúng mình hiểu mà thôi. Cái tiếng Việt nó hay lắm. Cái lúc đó trời Phạm Thiên tức giận chịu không được, hiện con chuột xuống cắn cái dây, cái gối rớt ra. Và cố chạy ra cái chỗ mà chết, bây giờ nó thành một vũng nước không bao giờ cạn. Cho nên người địa phương mỗi lần mà có quốc ức gì đem ra đó thề. Quý vị thấy không? Lúc đó mà Đức Phật mà giận đập
tay cái bàn nó hỏi: tao ngủ với mày hồi nào? Mày ở nhà số mấy? Ba máy mà vừa nói giờ đệ tử nhà nó quánh cô đã chết. Quý vị thấy tuyệt vời không? Rất là hay. Đó là những hình ảnh tuyệt vời. Cho nên thầy nói ngày hôm nay quý vị gặp thầy, quý vị là đệ tử Phật, quý vị phải áp dụng những lời dạy của Đức Phật, đem hòa bình cho gia đình mình, cho xã hội và cho đất nước, cho thế giới. Wonderful. Thấy chưa? Cũng như có nhiều người tu mà gặp người khác mà không giống mình, như lùm lùm, thúc cụ chỏ, rồi phê bình đi nói xấu. Không. Bây giờ đó, nãy giờ thầy nói tiếng Việt rõ không ạ? Cái này là một cái. Cũng như quý vị thấy, nếu mà ở ngay cái vùng Lâm Tiền Đi xung quanh là đạo hồi mà lãng quảng làm sao? Bây giờ ổng mà tới cái lễ đạo hồi là ổng đến, ổng mời thầy đến, rồi lễ Noel thầy cũng mời mấy ông cha tới. Tự nhiên hòa bình. Cho nên có nhiều gia đình mấy anh chị em mà khi mà, cho nên chúng ta quan trọng nhất là we are human being, mình là con người, chúng ta phải thương nhau. Con người không phải là con vật. Thế giới hiện nay là vì con người ta không theo lời dạy của các ngài cho nên mới có hận thù. Chứ còn ai cũng giống như mấy thầy trò mình, không bao giờ hận thù. Thấy chưa? Tại sao mình phải đòi giống người ta? Năm ngón tay không có gì nào, nhưng mà chúng ta biết hòa hợp là mình nắm được. Rõ chưa? Đó. Cho nên thầy nói quý vị, thầy mong rằng sức khỏe thầy tốt và đi tới đâu có hòa bình tới đó. Và đặc biệt là rất nhiều anh chị em gia đình gặp khó khăn gặp thầy, thầy nói giờ hòa hợp sướng lắm. Hết cũng như có gần hết giờ chưa? Quý vị mệt chưa? Chắc thầy mệt nên thầy hỏi. Bây giờ anh chị nào, anh chị nào mà giỏi tiếng Anh, who is a good English here? Đưa tay thầy coi. Rồi lên đây. Thầy đưa quyển sách này dịch sang tiếng Việt cho thầy. T.T. Weapon, the most powerful weapon for the world. Dịch được ha? Này con có hai ba cuốn con đưa thầy con, để xong rồi thầy soi coi đứa nào dịch tốt gì không. Rồi, rồi con biên thầy cái địa chỉ ha. Rồi. Được, còn chị kia nữa. Rồi lên đây. Cái cuốn sách này chúng ta phải dịch ra phát rộng. Vâng. Rồi. Rồi người nào ce qui bien parler français, người nào mà dịch tiếng Pháp? Rồi người nào mà dịch tiếng Tàu? Tiếng Tàu quan trọng lắm, cuốn sách thầy phải đưa qua với Tàu. Quý vị mà áp dụng cái mật pháp, lời dạy của Đức Phật, không bao giờ ai đánh mình. Đó quý vị thấy có những cái ông đó chửi mắng thầy không còn tưởng tượng. Nhưng mà thầy nghĩ không, mấy người đệ tử thầy đó, họ nói sao mà trời ơi, họ chửi họ mắng thầy mà thầy không đính chánh mất uy tín. Nếu nào những người như vậy mà họ chửi mình ra, mình chửi lộn, chắc chắn là mình thua. Bởi vì thầy đâu có được huấn luyện trong chữ lộn. Rồi. Nhưng mà thầy tin nhân quả. Mấy cái ông này ông chửi mình, mai mốt có người chửi lại. Hay là biết đâu kiếp trước mình chửi không, mà quý vị thầy làm vậy thầy lại mấy tháng giờ ngon lành. Cái cho nên quý vị thấy cái mật pháp của Đức Phật nhiều cái hay lắm. Mình áp dụng là mình thấy an lạc. Quý vị thấy có những cái gia đình mà thấy không, ở với nhau ba bốn đứa con mà bây giờ ly dị cả là một vấn đề đau khổ cho mấy đứa nhỏ, thấy không? Mà chỉ nghe thầy áp dụng. Cũng như mình có trái chanh nó chua, bây giờ mình thêm mật ong, thêm đường, còn muốn ngon nó thêm dừa đường phèn mật ong, ok, thấy chưa? Cái này cái mật pháp. Cho nên thầy nói quý vị, đất nước Việt Nam mình chẳng may là bị là nạn nhân của hận thù chiến tranh. Bây giờ thầy đề nghị mỗi người chúng ta ráng tu áp dụng cái lời Phật dạy, có hòa bình. Kể cả những người chửi mình, đừng thèm chửi lại. Ở quên nữa, ở Việt Nam này nè, có mấy vị mà đi sang chiêm bái đó,
nói thưa thầy, có cái nhà gần bên đó, hồi trước nó đẻ ra con bồng nó, bây giờ tụi nó lớn rồi đó, nó lụm đá nó liện trong nhà con. Bây giờ xin thầy giải quyết. Thầy cũng đưa cái giải pháp hòa bình. Thầy biểu thôi chị làm, lâu lâu chị nấu xôi chị mời nó sang ăn, nó nấu chè. Chị nói không, con không thể làm được đó. Rồi chị hỏi cuối cùng thì nếu như vậy thôi thầy không ơi, còn nếu mà chị nó, bây giờ con nói nó không nghe làm sao, thì thôi mỗi ngày chị nghe thầy đó, hướng về nhà nó lại chính lại. Mà chỉ biết bế tắc rồi chị lại có 3 tháng giờ nó hòa hợp nhau nó sống. Quý vị thấy chưa? Thành ra quý vị ở trong cuộc đời mình nó có những cái quan quan tương báo. Khi họ chửi họ ghét mình, quý vị đừng có ghét họ, mình xin lỗi. Không có lỗi cũng xin, nó có mất mát gì đâu. Cũng như mấy người mà nghe thầy bị chửi đó, mấy bà sợ lắm, trời ơi nó chửi thầy mất uy tín. Thầy nói người có uy tín mới mất, chứ còn thầy có gì đâu thầy sợ. Vì mình chưa nghĩ mình là quan trọng, còn mình không nghĩ về quan trọng hết, an lạc. Quý vị thấy sướng chưa đó. Cũng như quý vị nhớ nha, mình người ta càng ít để ý mình, người ta càng coi thường mình, mình càng dễ sống. Thí dụ như thầy cất cái chùa xong rồi, đó là một cái niềm vui của thầy. Thầy cũng phải có thời giờ tu, giờ ngủ, giờ nghỉ, giờ ăn cơm, giờ đọc sách. Nhưng mà không được, hết người này người nọ đến chứ hỏi thầy mạnh khỏe hay không. Nhiều khi thầy giận quá, nó tao không mạnh sao tao ngồi đây. Ở xong xuôi quay lại, dạ xin thầy cho chụp hình. Từ sáng tới chiều thành người mẫu. À, cái này cái chết. Người mẫu khác còn có tiền, còn không bao giờ mà chụp hình chung cho tiền thầy hết. Dạ cảm ơn thầy nha. Cho nên thầy xin thưa quý vị, đau khổ lắm, đau khổ. Và thầy nghĩ là thầy bây giờ là đang trả nghiệp. Vì sao kiếp trước mình là ông thợ chụp hình, mình đà nó mình chụp, giờ dưới đà mình chụp. Mà rồi họ quý quý vị bên Nepal như họ quý thầy Hội Sơn đây nè, nó quý. Cái người mà khi họ quý, họ tưởng tượng ra rồi họ đủ thứ, thì họ chưa đến là nó sẽ sắp hàng đó. Thí dụ 100 người với quý vị, thầy gõ 5 phút xong, mấy ngàn người cho bắt thầy gõ gục 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 vậy đó. Mà nhiều khi mình gõ nhẹ nó ăn gian, nó sắp được đó. Thì quý vị thấy không, nó thành nhưng mà không được. Đi trên xe mà thấy thầy cũng vậy đó, là cũng cho nên một lát mà quý vị muốn chụp hình là chụp chung, cái không có chụp riêng đó. Nhá, không có chụp riêng. Cuộc đời này làm chuyện tốt không ai biết mình mà ăn lạc. Quý vị thấy không, cất xong cái chùa cũng phải thời giờ ngủ, không có thời giờ. Cho nên quý vị cầu nguyện chùa mình phải có một vị người đến thế để thầy được ra đi. Còn thầy ở đó riết mai mốt thầy không có tu được, thầy chết, thầy thành con ma người mẫu. Mà phải thích. Gần hết giờ chưa? Gần 9 giờ rồi. Rồi bây giờ quý vị trả lời. Ở đây có người nào giỏi tiếng Pháp? Sekir Palimian Fonse. Mời lên đây con. Đưa đây, dịch. Dịch xong rồi so sánh. Đưa 2-3 cuốn. Mais si tu veux mettre des traductions français, c'est formidable quoi. Thầy mà ở bên này á, mà biên cái địa chỉ ra. Merci. Mais vous avez fait des études en école française? Oui. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous avez des enfants? Ah, oui, oui, c'est bien. Écrivons des coordonnations. On va contacter. Oui. Xin cho chị này một tràng pháo tay. Bây giờ sao? Rồi. Biên cái địa chỉ cho thầy đi. Thầy mà ở Việt Nam, thầy nghĩ thầy làm rất nhiều việc, Việt Nam rất nhiều nhân tài. Bây giờ có vị nào mà giỏi tiếng Pháp nữa không? Có người nào mà giỏi tiếng Tàu? Lên lên đi. Con biên cái địa chỉ không? Có gì, có gì. Vô sư gì? Trung vấn dẫn tới phụ học. Rồi, ai giỏi tiếng Campuchia?
ai giỏi tiếng Campuchia không? Cái cuốn sách của thầy để được Liên Hiệp Quốc xuất bản ra mắt ở Liên Hiệp Quốc. Thành ra bây giờ thầy nói đây là cái triết học của Việt Nam, chúng ta phải đưa cái triết học này thay vì bây giờ vũ khí là sẽ thay đổi. Rồi mà một lát mà có một cái chị, hai chị gì mà tiếng Anh á, cho thầy biết cái địa chỉ ha, để thầy liên lạc. Mình phải làm. Quý vị sướng lắm quý vị, cũng như thí vị thầy thấy á, những gia đình lộn xộn, những nơi quánh lộn đến cho thầy giải quyết. Có ai nói tiếng của gì? Trung Quốc. Có hả? Tiếng Anh à? Có tiếng Anh mà dịch được không? Ờ rồi con đem cho thầy mấy cuốn không? Càng nhiều càng tốt. Người nào tiếng Campuchia? Tiếng Lào? Có người nào mà biết tiếng Ấn Độ? Không, dịch các thứ tiếng. À, thầy nghĩ thế này là các anh chị em nào mà có con em nhỏ đó là phải cho nó học một hai thứ tiếng. Đưa cho thầy thêm mấy quyển sách con. Sướng lắm. Ở trong cuộc đời này mà chúng ta được đưa cái vũ khí TT. Vũ khí này TT là tình thương nha. Cho nên thầy quốc tế quá luôn, TT chứ không phải TNT. TNT. Ở đây quý anh chị nào mà có con đang học đại học, học trung học, đưa tay thầy coi. Sao mà ít quá vậy? Thầy nghĩ quý vị cố gắng đưa các em học tới đại học, tới master, và nó có hiếu thầy có phần thưởng. Thí dụ như thầy mời qua ở cái tòa lâu đài đó. Người nào mà có con mà đang làm master đó lên liên lạc với thầy Huệ Sơn. Không sẵn sàng. Và thầy có một cái người đệ tử hồi xưa nó nghèo ghê lắm. Bây giờ nó nghe thầy nó thành công và nó có nguyên một cái hãng máy bay. Nó hứa với thầy khi nào cần nó sẽ cung cấp chiếc máy bay chở các em đó bay trên Hy Mã Lạp Sơn. Quý vị thấy sướng chưa? Quý vị là tu phải có học. Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là đại sách. Mà học cho đúng, tu cho đúng, nhớ không? Đó. Bởi vì ví dụ mình tu mà mình không có học, nhiều khi người ta dẫn mình đi tầm bậy tầm bạ, ta lừa đảo mình. Cũng như người ta đưa cái bản kinh ra, mình biết cái bản kinh đó có ai nói. Bây giờ quý vị, người ta lợi dụng về vấn đề về tôn giáo nữa, phải cẩn thận nhau. Thôi bây giờ thầy hỏi một câu này, người nào mà trả lời trúng phải trả lời cho nhanh nha. Ở Việt Nam mình có cái câu: tu là cõi phúc, tình là dây quan. Người nào cho là trúng đưa tay thầy coi. Rồi để ta. Người nào là cho không trúng đưa tay. Sao mà ít quá vậy? Xin thưa quý vị, nghe thì nó hay lắm nhưng mà chưa hẳn đúng. Tu là cõi phúc, tình là giai quan. Tu mà phải tu cho trúng mới là hạnh phúc. Tình là dây quan sau có mình, phải vậy chưa? Cũng như Tây, người Tây họ nói lom sang la múa com la te sang oxygen. Con người mà không có tình thương nó giống như trái đất mà không không khí. Lom sang la múa com la pa sang veu. Con người mà không có tình thương thì giống như cái bữa cơm mà không có rượu vang. Vì Tây nó thiếu rượu vang. Lom sang la múa com la pa sang fromage. Con người mà không có tình thương giống như bữa cơm mà không có fromage. Rồi thầy có thêm câu nữa: lom sang la mua cơm canh chua sang me. Canh chua sang me sẽ bắt canh chua. Thấy không? Tình là dây quan. Nếu mà tình là dây quan làm sao có mình? Phải vậy chưa? Cho nên tình trúng, tu trúng là có an lạc. Có nhiều người mà niệm Phật cũng vậy á, niệm Phật niệm hoài mà nhìn vô cái mặt đen thù lùi, có vấn đề. Cho nên quý vị niệm Phật các vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thầy thêm là tu phải thành thật, tu đừng lật đật, tu đừng có trật, tu thật nghiêm mật chắc chắn thành Phật.
À, quý vị niệm Phật có phải niệm cho vui nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khi mình niệm mình vui vậy đó, ảnh hưởng tới cơ, giống như cái người chiến sĩ ra mặt trận chiến thắng chiến thắng. Còn quý vị niệm Phật bây giờ, thầy thấy ở đây có một số người niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà. Niệm cái kiểu này là cứ đi đưa đám ma, niệm riết là chết, phải không? Cho nên quý vị tu phải an lạc, quyết thành. Cho nên mà quý vị đi đâu mà quý vị thấy người nào mà tu không biết pháp môn, là nhìn vô cái mặt mà lùm lùm là biết có vấn đề, đi cái đầu lắc lắc. Tu phải biết mình tu đúng. Cho nên quý vị niệm niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật, tu phải thành thật, tu đừng lật đật, tu đừng có trật, tu thật nghiêm mật, chắc chắn thành Phật. À, có người tu hoài mà không thấy là bởi vì không thành thật. Đi vô chùa mà cũng không thành thật. Cái chùa là cái chỗ trang nghiêm người ta, đi vô nó mang đôi dép dơ, nó vô là thấy tội rồi. Rồi vô đó gặp người nào cũng lùm lùm, thúc cụ chỏ, toàn là nói chuyện thi phi, tội. Quý vị rõ chưa? Lại Phật á, ông Phật á, lại nó lại cũng đàng hoàng, nó lại đứng vậy, lại kiểu đờ mi. Rồi vô gặp ông Phật không có lại, gặp ông Phật nó không lại, nó đưa hai tay chào rồi. Rồi có đứa nó còn chào ông Phật kiểu này. Rồi xong đi vô chùa nhìn qua nhìn lại thấy, trời ơi mấy trái cây ngon quá, nhìn không thấy ai lấy bỏ trong túi, thành ra tiếc tổ ma nhập ma. Cho nên quý vị thấy người nào tu pháp môn này nhìn vô biết, tu mà tu cái kiểu mì ăn liền, mì ăn liền thỉnh thoảng ăn thôi, ăn riết lủng bồ tử, thấy không? Thành tâm thành thật. Quý vị thầy có mấy cái mật pháp đó, đơn giản, làm cái gì quý vị nè, thành tâm, thành thật, tri ân và trí tuệ. Tu cũng phải thành thật, muốn sống hạnh phúc cũng thành thật, muốn làm ăn cũng phải thành thật, rõ chưa? Cái này là quan trọng. Còn mà gì nói lung tung hết đó, tu sao mà riết nhìn cái mặt buồn hiu. Cho nên thầy mà gặp cái người nào tu mà mặt buồn là thầy biết rồi, tu trật. Khi mà cái người mà tu mặt buồn đó, là thứ nhất là đau bao tử, mấy người đau bao tử nó không có cười. Thứ hai là thất tình, mấy người thất tình nó không cười. Thứ ba là thiếu nợ, thiếu nợ nó không cười. Cho nên quý vị tu phải cẩn thận, tình cũng phải cẩn thận. Cho nên thầy thích Đức Phật nói trong cuộc đời nó có hai điểm phải quan trọng. Thứ nhất là tình yêu, thứ hai là tôn giáo. Tôn giáo đúng, an lạc. Quý vị rõ chưa? Phải cẩn thận. Mấy mốt mà gặp mấy ông mà kêu bằng, tự nhiên có nhiều người đi sang Ấn Độ có mới có 1-2 năm về, nói ta là Phật đây, ngồi cái chớp chớp đằng sau nó. Mà quý vị cẩn thận, nhiều khi nó để cái đèn neon sao. Cẩn thận. Có nhiều người nói mà nói không có thành thật. Này các Phật tử ơi, kéo dài, đời là đau khổ, có đó rồi mất đó. Sao lại cười? Vô thường, vô thường. Có bao nhiêu tiền đem sư phụ giữ cho. Tu cái kiểu này quý vị phải cẩn thận. Cho nên quý vị phải sáng suốt. Bây giờ có những người thầy nói ra nó quăng đá quăng kẽm thầy á, thầy kể. Chứ nói là ta là chứng, quý vị đừng có tin á. Những người chứng ngạo độ đạo các ngài giấu lắm. Cũng như những người giàu thiệt không bao giờ biết họ giàu. Cái này giàu thiệt.
Thầy có biết những người bạn rất là giàu, nó có tới mấy ngàn kilo vàng, không thấy nó. Còn có một số người thầy biết không có giàu, nó có mấy gram vàng thôi, mà nó bịch, nó đập ra, nó bịch 7-8 cái răng. Mỗi lần nó cười, nó nhăn gì cho ta ngán. Nghe không? Quý vị phải cẩn thận. Gần hết giờ chưa? gần hết giờ rồi. Bây giờ quý vị có mấy câu hỏi, ba câu hỏi mà hỏi cho trúng nha. Thầy trả lời ba câu hỏi, sau đó thầy có phần, được á, thầy có phần thưởng. Hỏi liền, hỏi cho trúng á. Rồi ở dưới kia. Rồi hỏi lớn lên, đứng lên con ở dưới kia. Dạ con xin chào sư phụ và con chào mấy thầy và tất cả các cô chú anh chị em. Con tên là Nguyễn Thị My. Con được thầy quy y cho con là ngày 12 tháng 6 năm 2021. Con được thầy đặt pháp danh là Diệu Đức Lợi. Hôm nay con được diện kiến sư phụ, con muốn nói 2 phút thôi. Con nghe lời sư phụ và con sẽ lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và thực hành tụng và đọc kinh Đại Phước Đức của như thầy chỉ dẫn. Con thấy rất là có hiệu quả, nhiệm màu và tâm con rất là an lạc. Hôm nay con xin tri ân công đức của thầy, con chỉ có nói vậy. Con rất là nhiệm màu nên con không nói được gì nhiều, nên con biên thư con gửi thầy. Xin thầy nhận thư của con. Con xin thầy tưởng nó hỏi câu hỏi gì nhà nó nói kết quả thôi, cũng cho tràng pháo tay. Rồi, hay lắm quý vị. Thầy rất là vui mừng, rất nhiều người đau khổ coi như là tận cùng rồi, cuối cùng tu làm sao phải có kết quả ngay trong đề. Biên đi. Rồi. Rồi, hỏi liền. Bên đây có câu hỏi. Hỏi cho trúng nha. Có nhiều người thầy biểu hỏi câu hỏi, đưa tay lên. Hỏi gì? Thưa thầy, giá máy bay từ đây qua đó nhiêu? Cái này phải qua hỏi mấy người giá máy bay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con lần này là nghe thầy giảng lần thứ 5 rồi, 2 lần bên Ấn Độ và 3 lần Việt Nam. Thì con xin giới thiệu, con là Hoàng Thanh, năm nay 74 tuổi. Thế con xin hỏi thầy một câu là con đọc rất nhiều sách của thầy và con ở trong nhóm Phước Điền Việt Nam, và con có đã thực hiện lời dạy của thầy, tức là 10 lời thầy chỉ dạy cho những Phật tử để đi theo thầy và làm thế nào đó làm sao cho cuộc đời là nó an lạc, rồi nó đi đến giải thoát và hạnh phúc. Thì hôm nay con xin hỏi thầy một câu thế này ạ. Thế thì con cũng đã tham gia một số khóa thiền, thế rồi cũng nghe thầy giảng pháp và nghe các sư phụ giảng pháp. Nhưng mà con chỉ xin thầy giải đáp cho một câu này là con đã thấy nó rất là băn khoăn từ xưa đến nay là thế này. Tức là bản thân chúng con ấy, là đi chùa thì mình nghe pháp, mình hiểu, mình làm theo pháp. Rồi cũng như là nghe thầy là tụng kinh Pháp Hoa. Con tụng 69 ngày là hết quyển kinh Pháp Hoa mỗi chương một lại. Cũng thấy có hiệu quả và nhiều những cái khác thì con cũng nói dài. Nhưng con xin hỏi thầy một câu này là bản thân chúng con thì như vậy, nhưng mà thầy có một pháp gì để nói cho các con của chúng con hoặc các cháu khi mình nói nó là nó nghe. Thí dụ như những ngày như thế này ấy, các thầy nói rất hay, nhưng mà khi chúng con nói ấy, con cháu thì nó bảo chúng nó bận, nó đi không được. Thế thì làm thế nào để nói cho các con cháu nó nghe được mình mà đi theo Phật, rồi đi theo nghe pháp, và nó càng ngày càng tiến bộ và hạnh phúc hết ạ. Ông này ông hỏi cũng rất là chính xác, là bởi vì ông tu chưa đủ cái năng lượng. Bây giờ mình đủ cái năng lượng là mình chuyên nha. Cũng như thí dụ thầy, không phải là thầy có năng lượng, nhưng mà mình nói từ cái tâm tư. Cũng như cái đứa trẻ nó đang, con người nó đang ở trong nhà tối, thì nó đốt cái đèn, ông cũng phải đốt từ từ. Đốt sáng quá nó tóc nó chạy trốn hết, biết không? Cái này phải từ từ. Rồi câu hỏi thứ hai rồi. Rồi hỏi liền con. Bạn,
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, hôm nay là lần đầu tiên gia đình con được trực tiếp đảnh lễ thầy. Thì con có một câu hỏi cũng như nhờ sự hướng dẫn trực tiếp của thầy là cách lại kinh Pháp Hoa. Tức là con đã coi trên mạng thì con cũng biết rồi, nhưng mà nhân dịp này thì trực tiếp thì con xin thầy hoan hỷ chỉ cho chúng con biết à. Dạ. Rồi. Có cuốn kinh Pháp Hoa không đưa thầy thực hành liền. Xin thưa quý vị, thôi bây giờ thầy nói thứ nhất á, là tin nhân quả. Thứ hai là tụng đọc và thực hành Maha Mangala Sutta. Quý vị nào có biết, có muốn cái bản này đưa tay thầy coi, rồi một lát thầy tặng. Đọc theo thầy coi: Maha Mangala Sutta. Chắc kiếp trước coi Ấn Độ. Rất chuẩn. Maha Mangala Sutta là đây là cái bài kinh thầy gọi là một trong những cái bài kinh hay nhất của Đức Phật dạy. Tùng đọc và thực hành bảo đảm sẽ càng hạnh phúc. Thứ nhất là tin nhân quả, thứ hai tụng đọc thực hành, thứ ba là the peace of mind là về sự an tĩnh tâm hồn. Quý vị có mấy triệu đô la mà không an tĩnh tâm hồn cũng vất đi, mà muốn an tĩnh tâm hồn phải tu cho trúng. Điểm thứ tư là gì? Sức khỏe. Quý vị, chúng ta có cái thân này là mình thương nó chút, nó mới thương mình. Mình sức khỏe mình tốt, ngồi thiền cũng sướng, tụng kinh cũng sướng, niệm Phật cũng sướng, đi du hướng cũng sống sướng, đồng ý chưa? Thành ra ăn uống phải ăn đàng hoàng, ăn chay cũng phải ăn đầy đủ chất bổ. Không có nên ăn tối ngày chứ đè củ cải ăn hoài, ăn riết con mắt trộm lơ, phải không? Đức Phật hồi xưa ép sát, bây giờ Đức Phật ăn uống trên thương nghe rất đau. Còn điểm thứ năm là gì? Lại kinh Pháp Hoa. Lại kinh Pháp Hoa là mỗi chữ mỗi lại. Xin thưa quý vị, có rất nhiều người lại kinh Pháp Hoa tuyệt vời nữa thưa thầy, con tu mấy chục năm rồi. Thành ra vị nào mà muốn lại kinh Pháp Hoa thì thầy xin tặng quý vị một quyển kinh Pháp Hoa in rất là đẹp, có đem không con? Chưa tới. Thôi một lát nữa ha. Thôi bây giờ không có thời gian. Bây giờ một lát nữa là thầy sẽ tặng mỗi người một cái bản kinh Mangala Sutta. Bản kinh này hay lắm. Tụng đọc và thực hành bảo đảm sẽ có hạnh phúc ngay trong đời này. Bây giờ là thời giờ cũng không còn nhiều. Thầy ở bên Ấn Độ, thầy cái lá mà nơi mà Đức Phật đắc đạo đó, rất là khó tìm. Mỗi lần lá rớt xuống là ban ngày mà ta nhào theo người ta giật tới mình cũng được. Cho nên thầy thức khuya dậy sớm, thầy tìm được cái lá thầy để dành. Thành ra người nào ở đây muốn có cái lá Bồ Đề đưa tay thầy coi. Để tay xuống. Bây giờ mỗi một gia đình thầy phát cho một cái phiếu. Quý vị ghi tên, họ, địa chỉ rõ ràng, rồi xếp làm tư. Rồi nghe nè, đưa cái phiếu đó thầy. Để thầy cắt nghĩa. Trong cái phiếu này đó, mỗi một gia đình tham dự thôi, tên, họ, pháp danh, rồi email, địa chỉ, ngày, thấy không? Rồi xong cái quý vị xếp làm tư, một lát bỏ vào cái chuông, sóc. Người nào mà trúng đó thì được hôm nay. Còn người nào mà không trúng, thầy đem cái phiếu này về bên Đức Phật, thầy bỏ trong cái chuông, rồi thầy móc đúng là thầy gửi nhà gia hết. Đồng ý ha? Rồi bây giờ phát cái phiếu đi, trong sự an lạc. Mỗi gia đình một phiếu. Nè thầy. Không. Câu hỏi cuối cùng. Rồi. Đứng đằng sau đi, có người đưa micro. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là con có nhân duyên gặp thầy. Nhưng mà cái câu hỏi này là con cũng trùng tiên câu hỏi của thầy đã hỏi ở chùa Vạn Thiện, quận 5. Thầy lúc đó là có nhiều Phật tử hỏi, thầy đã đưa ra câu hỏi, có người ta đau khổ là gì? Thì có nhiều Phật tử trả lời, nhưng mà chỉ có một cái câu của nó, có người ta đau khổ là do vô minh, có đúng hay không? A Di Đà Phật. Đúng, cho anh chàng pháo tay. Vô minh là thấy không thấy. Đúng. Mà phải phân tích là do tham, do sân, do si, mạng nghi ác kiến, nghe không? Đúng. Thôi được rồi. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị không có thời giờ,
Quý vị yên ghi phải có tên họ địa chỉ đàng hoàng, nhớ không? Ghi tên họ địa chỉ đàng hoàng rồi bốc thăm. Xin thưa quý vị, đây là quyển kinh Pháp Hoa, một quyển kinh in đẹp nhất từ xưa đến nay. Và tôi rất vui mừng là tôi in được. Vị nào mà phát tâm lại kinh là thầy xin tặng quyển kinh này, không có tiền bạc gì hết. Và khi mà quý vị lại có kết quả là mình cố gắng mình chia sẻ cho người khác, nghe không? Rồi để xong một sát nữa là một lát nữa là thầy sẽ chỉ cách lại. Quý vị có con cái, nhớ con cái phải cho học đàng hoàng, học cho trúng, học thật nó cũng khổ nha. Rồi phải khuyến khích các em phải có hiếu, phải dạy các em. Quý vị giữ yên lặng nha. Xong xuôi đàng hoàng bốc thăm rồi xong đó là kết thúc, là bởi vì thời giờ không còn nhiều. Thầy hứa là thầy sẽ làm, nhưng mà với điều kiện là thầy còn sống. Người nào mà không trúng ngày hôm nay, thầy sẽ đem về bến, thầy sẽ gửi bằng nhà post. Nơi khác chỉ có 5 lá thôi, nhưng mà ở đây thầy tặng tới 20 lá. Người nào mà hôm nay không có được thì thầy sẽ đem về đất Phật. Thầy chứ bóc trúng thầy gửi sang, nhưng mà với điều kiện là thầy còn sống. Còn thầy chết là coi như là quê. Bây giờ xin tất cả anh em nào mà hồi nãy dịch sách đó, I think those who get my books, please translate into English and French, okay? And then we try to publish and promulgate it, and even in Vietnamese language. Quý vị mà về mà quý vị theo phương pháp thầy tu được đó, thầy mừng không tưởng tượng. Vấn đề tiền, xin quý vị, chùa mình nói xong rồi. Và thầy mong rằng quý vị tu có cái phước báo. Dạ. Không, quý anh chị ngồi xuống đi. Rồi cái này một lát là đưa cho mấy cái chú thị giả. Xong chưa? Bây giờ cái phiếu xong chưa? Chắc xong rồi không? Nè, bây giờ thầy quay sơn lại, sóc rồi bóc 20 lá cho thầy. Giờ dở ra. Anh Di Đà Phật, Minh Hoàng đó rồi. Lỡ đây con. Minh Hoàng, cái này con nói để ra chùa giác ngộ. Mình về mình phải nhớ, mình phải gửi. Thầy Quệ Sơn, thầy Quệ Sơn đã bốc ra 20 lá rồi. Bây giờ xin quý vị bình tĩnh cầu nguyện. Người nào trúng thì mình vỗ tay mừng cho người đó. Còn người nào không trúng thì thầy xin hứa về bên đó thầy bốc, thầy sẽ gửi từng tự, với điều kiện là thầy còn sống. Nói trước nhau. Mà thầy nghĩ là quý vị từ 1 đến 30 năm sẽ có. Không, thầy hứa quý vị cuộc đời của thầy, thầy hứa thầy làm. Cho nên quý vị thầy làm cái gì thầy cũng có thứ hứa, nhớ không? Hứa là mình phải làm. Đó, cho nên quý vị nếu thầy còn sống là, còn mà quý vị thấy lâu là biên thơ nhắc thầy. Rồi sắp đàng hoàng. Sắp đàng hoàng rồi đọc. Bây giờ nè, quý vị có lẽ cái chính giữa này quý vị cái hàng, hãy mà kêu đúng tên đó ha, thì lên lấy. Rồi xuống. Mà lắng nghe thầy đúng tên mình mới lên nha, không? Còn không đúng tên là không có lên. Là bởi vì bên Ấn Độ nhiều khi không đúng tên ổng cũng te ổng lên. Đọc cho rõ nha, đọc cho rõ. Đọc cho rõ. Rồi. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị. Mà đúng rồi, qua lên đây cái lấy. Con xin phép sư phụ để đọc tên quý vị nào may mắn chúng ta lên nhận. Nguyễn Văn Tính. Lê Thị Loan, pháp danh Chánh Ân. Hay ta. Lê Thị Hoàng, pháp danh Diệu Kinh. Lê Thị Hoàng, pháp danh Diệu Kinh. Có không? Có. Dạ dạ.
Phan Thị Ngọc. Ngọc gì ha? Ngọc Khé. Dạ. Số điện thoại 0918 187 851. Dạ dạ rồi rồi. Dạ lên liền. Quỳnh Kim Hà, pháp danh Diệu Hằng. Võ Thị Thu Oan, pháp danh Quảng Tiền. Lê Thị Loan, pháp danh Phước Phước Hưng. Quý vị biết chữ bác sĩ quá đọc không ra. Nguyễn Thị Đường, pháp danh Diệu Thiện. Hà Thị Thu Văn, pháp danh Diệu Thiện Thiện Đạo. Nguyễn Thị Thùy Dung, pháp danh Vạn Hạnh Vạn Hạnh. Trần Ngọc Hương Diễm, pháp danh Giác Chân Hương. Đỗ Quỳnh Phương Anh, pháp danh Hoa Tâm. Trần Thị Thí Hân, pháp danh Quảng Hiền. Vũ Đức Thiên Trang, pháp danh Diệu Ngân. Đào Thị Lan, pháp danh Liên Lan. Thái Thị Hồng, pháp danh Diệu Hà. Nguyễn Thị Kim Niên, pháp danh Diệu Thọ. Quỳnh Thị Xuân Phương, pháp danh Hoa Tâm. Ngô Văn Si, pháp danh Nguyên Hòa. Còn một cái phiếu cuối cùng nha quý vị. Quý vị nào mà được cái phiếu cuối cùng là may mắn lắm. Quỳnh Hồng, pháp danh Đồng Tâm Gấm. Rồi hết sư phụ. Bây giờ thế này, bây giờ đề nghị bên này, cái vị nào hồi nãy hứa dịch sách thầy đó, lên đây, ở lên trên này, đứng đây. Rồi celui qui veut traduire en français. Ở này sang tiếng Anh, tiếng Pháp vậy, tiếng nào tiếng Campuchia cũng được. Lên đây nè. Bây giờ tụi con đặt cách. Đặt cách bây giờ thầy không có thời giờ, thầy nói với vị xong cái hồi hướng thầy đi liền. Một lát nữa cái này là khỏi bốc thăm, cái Mangala Sutta này thầy in rồi mỗi một gia đình rồi phát ha. Mỗi một gia đình chỉ nên có một miếng thôi ha. Bây giờ thầy giao tụi con. Một lát nữa đó là phát dưới nha. Mỗi một gia đình. Rồi cái ai dịch tiếng Tây nãy đâu? Oui. Voilà. Mais il faut traduire. Tu as laissé de... No, I just speak English. English, no, no. Em, dạ con chỉ tiếng Anh ạ. À, rồi, rồi, rồi. Không, không, bây giờ quý vị ngồi yên xuống. Ngồi yên xuống nghe thầy. Quý vị, chúng ta hoan hỷ ngồi tại chỗ đi ạ. Chị tại chỗ. Quý vị nghe thầy nè, ngồi yên xuống. Ngồi yên xuống, bây giờ cùng thầy hồi hướng. Xin đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, hồi nãy thầy quên. Quý vị ngồi đợi thầy quên dạy cách lại kinh Pháp Hoa phải không? À, rồi ngồi ngồi lại liền. Dạ. Thầy đi đầu đánh kẽn. Dạ, vậy là thôi ngồi, ngồi xuống. Dạ mọi người hoan hỷ chúng ta ngồi tại chỗ đi ạ. Chúng ta giữ nguyên chỗ ngồi của mình. Đây là cái bản kinh Pháp Hoa. Thường thường là người ta tụng kinh Pháp Hoa là bây giờ mình lại lại kinh Pháp Hoa làm sao là lại mỗi chữ mỗi lễ. Quý vị có cái cuốn sổ, thí dụ ở trong này kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi ngày có thể mình lại 10 lại, 120 lại. Quý vị lại một cách thành thật trong vòng mấy tháng, 6 tháng quý vị sẽ không giải thích được. Tu nó có nhiều cái mật pháp nhá. Thành ra bây giờ thầy lại cho quý vị coi, mà lại kinh phải lại một cách thành thật thì sẽ có kết quả. Thí dụ bây giờ nè, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhá. Rồi Đức Phật đây. Quý vị, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Kinh.
chí tâm linh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Diệu. Chí tâm linh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Pháp. Chí tâm linh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Liên. Chí tâm linh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Hoa. Ở Di Đà Phật quý vị rõ chưa? Lại một cách thành tâm thành thật, quý vị sẽ thấy không ai giải thích được. Có những vị hồi nãy nói, thưa thầy, cuộc đời coi con như là bế tắc hoàn toàn, gia đình con tan nát, nhưng mà con lại mới có 3 tháng gia đình con ngon lành. Cho nên mà lại mà phải thành thật nha, chứ không có lại ăn gian. Có người lại Phật lại ăn gian, chứ tâm nên mua đời thừa gió đứng dậy lại kiểu đờ mi, lại một cách thành thật, quý vị sẽ thấy kết quả. Thành tâm, thành thật, tri ân và trí tuệ. Bây giờ cái vấn đề kinh Pháp Hoa này đó, cái cuốn này không có nhiều đem theo, thành ra có gì quý vị liên lạc với chú Minh Hoàng. Chú Minh Hoàng đâu? Rồi con cho cái số telephone, đọc cái số phone đi, có gì liên lạc không? Đọc số phone. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Minh Hoàng có một cái địa chỉ, nếu chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh có đến thể thính thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là số 250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3. Phật tử chúng ta có đến vào giờ hành chánh từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, có thể đến đây để thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Phúc Đức. Còn nếu Phật tử nào ở xa ngoại tỉnh và ở các nước ngoài thì có thể liên lạc với Minh Hoàng qua số điện thoại 0907 167 336. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tôn đức tăng ni và quý vị Phật tử, chúng tôi rất là vui mừng kỳ này về Việt Nam cũng như là về bất chợt, nhưng mà gặp Hòa Thượng Viện Trưởng nói chuyện rồi xong có thu xếp đến gặp quý vị, tôi nghĩ đây là một cái duyên lành. Xin thưa quý vị, có rất từ khi mà cái ngôi chùa Việt Nam bên đó mà thành tựu xong, rất nhiều đoàn sang bên đó. Có nhiều người đi không những 5 lần, đi tới 10 mấy lần không bao giờ gặp. Là bởi vì tôi rất là bận rộn mà tôi vẫn còn phải đi làm mướn. Có người hỏi, thưa thầy, tại sao đi dạy mà làm mướn, làm đi dạy học cũng làm mướn. Và bên đây quý vị có một cái phước báo, ở bên đây là có Phật tử ủng hộ. Bên đó cộng đồng Việt Nam, có người hỏi tôi có bao nhiêu người. Xin thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam bên đó có mình tôi thôi. Và bên đó đó đệ tử Phật tử không có cúng mình, mà mình phải cúng cho nó nữa. Bây giờ nó nghèo quá, mình phải cúng cho nó. Thành ra rất là bận rộn. Có nhiều nơi mời, tôi không bao giờ có dịp đến. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị không có mời tôi đến, tôi trình diện quý vị. Một nhiệm, một nhiệm. Xin thưa quý vị, trong đạo Phật, khi mà quý vị tu trúng, lưu quý vị sẽ cảm nhận nhất rất nhiều điều màu nhiệm không thể giải thích bằng lời. Bây giờ tôi hỏi quý vị đây, trả lời liền, người nào trả lời trúng là sẽ có phần thưởng. Người ta quý, quý thầy, quý sư cô, người ta quý mình, người ta quý cái gì? Người nào trả lời trúng, thầy này đưa tay trả lời liền, lên. Tại sao người ta quý mình? Nợ
cái phẩm hạnh của người xuất gia, cái đạo đức thầy. Trả lời quầy giống cho làm pháo tay. Đúng, đúng mà đúng mới có 10-20% thôi. Vị nào trả lời trúng? Tại sao người ta gặp quý thầy quý cô, người ta đảnh lễ, người ta kính? Ta kính cái chỗ nào? Quý vị bên sư cô có ai trả lời không? Hay lắm quý vị. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta trở thành mê tín dị đoan. Tại sao? Rồi nó lớn lên. Ông thầy này trúng mà mới có mấy mươi phần trăm thôi. Dạ mô Phật, bạch thầy là người ta cúng, người ta quý và đảnh lễ bởi vì là chiếc áo người tu. Quý vị cho chiếc y á, chiếc y cà sa. Quý vị cho một tràng pháo tay. Trả lời quầy vốn. Vị nào trả lời? Xin thưa quý vị, vị này. Dạ mô Phật, công bạch và thượng là người ta kính người tu là vì mình sống đúng và mình chân thật. Cho anh tràng pháo tay. Trả lời quầy vốn luôn. Hay lắm quý vị. Thôi bây giờ thầy trả lời ha. Xin thưa quý vị, tại sao người ta kính quý quý thầy là quý vị còn trẻ trung, quý vị có tình thương, có gia đình, có tất cả, quý vị dám hy sinh đi vào để phụng sự cho chúng sanh. Còn cái áo này nó chỉ là một phần thôi, Le Zabine Pavalomon. Cho nên cái điều này, xin thưa quý vị, tại sao những vua chúa, tổng thống, thủ tướng là tất cả mọi người kính trọng là bởi vì quý vị là những người thanh niên ở ngoài đời có đầy đủ tất cả, quý vị dám quăng bỏ đi vào trong này để theo con đường Phật dạy tu hành và hướng dẫn chúng sanh thoát khổ. Đồng ý chưa? Chính vì vậy người ta kính mình. Không có hiểu lầm. Xin thưa quý vị, thôi bây giờ tôi hỏi một câu nữa, vị nào nãy giờ rất tiếc là cái món quà còn nằm đây. Quý vị tu, mình biết làm sao khi mình biết làm sao mình tu trúng tu sai. Người nào trả lời trúng, đưa tay coi. Tu làm sao trúng, tu làm sao sai. Làm sao mình biết mình tu trúng tu sai? Rồi, đưa liền, trả lời liền. Mà người nào mà nghe thầy nói rồi đó không được trả lời nha. Vì như vậy là biết cái mật pháp rồi. Dạ mô Phật, bạch thượng là mình tu mà cảm thấy được sự an lạc trong cái việc tu hành của mình thì mình tu đúng ạ. Cho anh tràng pháo tay. Chúng mới có 40%. Vị khác, Vinny. Rồi đây, hay lắm quý vị. Chúng ta quý vị làm sao, tôi mong là ngày hôm nay chúng ta chỉ có mấy chục phút mở một cái trang sử mới cho Phật giáo, còn không là mình chưa lúng túng. Dạ mô Phật, kính hòa thượng, theo con tu là phải sửa bản thân mình cho hoàn thiện hơn trong chánh pháp của Đức Phật dạy. Nam mô Như Lai Phật. Cho tràng pháo tay. Trả lời quỳ vốn. Vị nào trả lời nữa? Thí dụ mình nhìn những người đó, mình tu biết tu trúng tu sai. Rồi trả lời điền, tôi nghĩ là hai ba người là biết điền. Dạ thưa thầy, tôi đúng là mình đi đến đâu đều người ta đều hoan hỷ, người ta đều thấy mình đem tới niềm vui cho họ là tôi đúng, mà mình đến đâu mà thấy đem lại đau khổ cho họ là sai. Cho anh tràng pháo tài. Trả lời quầy vốn. Rồi có bên sư cô ni bên kia. Hay lắm quý vị. Khi mà quý vị trả lời những câu hỏi này đó, chúng ta không mất thời gian. Tôi nói thật quý vị, mình tu mình phải biết tu trúng tu sai. Rồi nói liền. A Di Đà Phật, con bạch hòa thượng là mình tu đúng là thứ nhất, mình biết mình tu đúng là khi bản thân mình thấy mình an lạc trong cái pháp tu. Thứ hai là thân tượng mình
càng ngày càng sáng hơn. Thứ ba là cuộc sống mình cũng sung túc, đi lên, đi ra ngoài thì mọi người kính trọng. Rồi, cho anh tràng pháo tay. Trả lời quỳ dấu. Xin thưa quý vị, khi mình nhìn cái người đó, mình biết tu trúng siêu sai hay người tôi tu trúng là rất là dễ. Quý vị không biết tu pháp môn nào, tu thiền, thiền tông, mật tông, kim cang tông, mà mình tu từ đau khổ thành an lạc, nhìn an lạc đúng. Còn mình tu cái pháp môn nào không biết, tu càng tu đó, đi cái đầu lắc lắc, mặt đen thui lùi, gặp ai cũng lùm lùm, rồi phê bình người này người nọ, rồi tự cao cho mình này, cái là tu sai. Rõ chưa? Cái này là quan trọng. Cho nên quý vị tu trúng là an lạc. Còn mà đi mà cái đầu lắc 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 đó, gặp mà lùm lùm thuốc cùi chỏ đó, là có vấn đề. Cho nên quý vị thấy người nào mà tu mà cái mặt đang thùi lùi, cái đầu lắc lắc, gặp ai chỉ trích đó, là quý vị biết là họ có vấn đề. Thứ nhất là đau bao tử. Mấy người đau bao tử nó ít khi nào nó cười lắm. Điểm thứ hai là thất tình. Điểm thứ ba là thiếu nợ. Rồi etc. Quý vị thấy. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu nữa, nãy giờ chưa có vị nào có cái món quà sẵn. Xin thưa quý vị, một trong những cái yếu tố quan trọng nhất Đức Phật tu đắc đạo là gì? Ai trả lời đúng? Đưa tay lên. Tại sao Đức Phật tu có mấy năm mà ngài đắc đạo, còn mình nhiều khi tu hoài mà không thấy đắc đạo, là tại sao? Ai đưa tay? Không ai đưa tay, thôi thầy trả lời ha. Rồi rồi, vị này đưa tay. Trước. Dạ thưa thầy, đây là lần thứ ba con trả lời, con mong sẽ được quà. Đó là Đức Phật thấy cái khổ đó và ngài chấp nhận, thầy thấy cái khổ và ngài quyết tâm để mà đoạn cái khổ đó. Có rồi, dạ. Cho anh tràng pháo tay. Trả lời quầy vốn. Rồi rồi, đằng sau, lẹ lên. Bây giờ hai vị bên tăng, hai vị bên ni thôi. Rồi đằng sau, đằng sau con. Ở bên ni đi. Lẹ lẹ đi con. Hay lắm quý vị. Tôi nói thật với quý vị đó, tôi. Rồi trả lời liền. Dạ mô Phật, kính bạch hòa thượng. Đức ngài Thái tử Siddhartha tu mấy năm mà thành chứng thành đạo chánh giác là vì ngài phát nguyện độ chúng sanh cõi ta bà thành Phật. Thông qua câu nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mô Phật. Cho anh tràng pháo tay. Trả lời quầy vốn. Bên đi. Hay lắm quý vị. Tôi nói có những cái câu nó rất đơn giản mà tới giờ phút này chưa có ai can đảm biên những cái lời đó ra. Bên đi có không? Rồi hai vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng. Dạ, nguyên nhân khiến Đức Phật thành đạo đó là vì ngài giác ngộ được con đường, chỉ có con đường trung đạo là con đường duy nhất để ngài có thể đạt thành cái quả chánh giác. Rồi cho anh tràng pháo tay. Trả lời quầy vốn. Ở vị nào? Thôi bây giờ thầy trả lời nha. Xin thưa quý vị, Đức Phật mà đắc đạo là vì ngài rất là thành thật. Tới giờ phút này chưa ai dám nói cái chuyện này. Đức Phật đi sai đường, ngài dám nói ngài sai đường. Trước khi Đức Phật đi tu, ngài cũng thương chúng sanh không biết tu cái pháp môn nào. Ngài, một trong những pháp tu ngài là áp sát, ép quá trời quá đất, cuối cùng ngài không thấy kết quả, ngài ăn uống trở lại bình thường, đắc đạo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là thành thật. Bây giờ có nhiều người tu không thành thật cho nên bị tẩu hỏa nhập ma. Quý vị đồng ý chưa? Đây là một cái điều mà chúng ta rất là hãnh diện. Chưa có ông giáo chủ nào mà dám Đức Phật. Rồi chưa? Quý vị thấy tuyệt vời. Cho nên tôi nói quý vị, thôi bây giờ, nãy giờ rất tiếc là chưa vị nào.
Cũng như bây giờ thôi, tôi hỏi quý vị nào trả lời. Cũng như ở trong câu ca dao tục ngữ mình có câu: tu là cõi phúc, tình là giấy quan. Người nào nói cái câu này trúng đưa tay tôi coi. Ai nói trúng? Ai nói câu này sai đưa tay thầy coi. Ngộ, không ai đưa tay hết. Xin thưa quý vị, câu này chưa hẳn là đúng. Tu mà phải tu cho trúng mới là hạnh phúc. Tình chưa hẳn là giai quan. Nếu mà là giai quan làm sao có mình, phải vậy chứ. Cũng như Tây nó nói lom sang la múa cơm lăng ta sang oxygen. Con người mà không có tình thương, tình yêu, nó giống như là một cái trái đất không có không khí. Lom sang la múa cơm đưa ra pa sang véo. Lom sang la múa cơm đưa ra sang phô ma. Tức là cái bữa cơm mà không có phô ma. Cho nên thầy mới thêm câu là lom sang la múa cơm canh chua sang me. Mà cánh chua sang mé sẽ bắt cánh chua. Tình là dây quang. Cho nên quý vị đó, nếu mà dây quang làm sao có chúng ta, có cái thằng này. Thành ra có nhiều cái câu tục ngữ rất là sai. Cho mình cho nó tu, tu trúng là có kết quả, tu sai là có vấn đề. Mà khi mình tu sai, mình dám nói mình tu sai. Rồi bây giờ một câu nữa, chắc là gần hết thời giờ rồi phải không ạ? Nhiều lắm. Xin thưa quý vị, ở đây quý vị nào mà tu theo Phật mà mình không cảm thấy có sự mầu nhiệm, tôi nghĩ là có vấn đề. Riêng cuộc đời của tôi đó, quý vị nào đã từng, quý vị nào đã từng đọc sách, cái cuốn sách tôi viết về lòng tri ân gratefulness, quý vị nào có đọc cho đưa tay tôi coi. Nếu không thì một lát nữa tôi xin tặng bên Tăng một bộ, bên Ni một bộ, quý vị đọc mầu nhiệm. Cái cuộc đời hồi nhỏ tôi rất là khổ. Và có nhiều lần từ khi 10 tuổi là tôi đã có cái ý định tự vẫn rồi. Nhưng mà rất may gặp một ông sư phụ, tôi là thầy Hoàng Nhân ở trên núi. Thầy ngồi ở trên cái bắc rạch miễu đó. Mấy ngày thầy chờ tôi. Và thầy dạy cho tôi. Bây giờ là quý vị may mắn, hồi xưa tôi không được may mắn như quý vị. Chứ ông thầy đi trước, mình đi đằng sau, ông dạy. Mà thầy dạy tôi một số mật pháp. Và xin thưa quý vị, tôi áp dụng thành công. Mật pháp đó là gì? Một trong những mật pháp ít nhất là tôi học được thầy giảng 3 lần là gratefulness. Thầy nói rằng khi nào trong cuộc đời con ăn một chén cơm, uống một ly nước, không được quyền quên ơn. Và xin thưa quý vị, tôi rời khỏi đất nước Việt Nam trên gần 60 năm trường. Lúc mà rời chỉ có một cái quần và hai cái áo, tôi áp dụng rất là thành công. Trong đó có một điều, khi tôi đến đất Phật, tôi thấy nước nào cũng không có chùa. Mặc dầu đạo Phật vô đất nước mình tới 2000 năm, tôi đứng tôi khấn. Và xin thưa thưa quý vị, gian nan mình cuối cùng nhờ cái lòng tri ân đó mà tôi làm được hai cái ngôi chùa, một cái bên Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật Đắc Đạo, một cái bên Lâm Tiền Đi. Wonderful. Gratefulness. Quý vị thấy hồi xưa các ngài chỉ rất là đơn giản. Cho nên tôi nói quý vị, khi nào mình tu đó mà quý vị cảm thấy không có cái mầu nhiệm, cảm thấy không có sự an lạc, tức là there's a problem. Xin lỗi quý vị, quý sư thầy đây chắc là giỏi. Ở đây người nào mà giỏi tiếng Anh đưa tay thầy coi. Anybody speak good English? Ai nói tiếng Pháp? Tôi nói thật với quý vị là tôi tiếng Việt tôi cũng rất là dở, bởi vì tôi ở Việt Nam có mười mấy năm thôi. Tôi cho nên có cái gì trục trặc mà tiếng Việt mà không rành á, quý vị thầy. Và đề nghị tất cả các anh chị em huynh đệ tăng ni trẻ, quý vị phải ít nhất phải nói ba thứ tiếng, nói lưu loát, làm sao để mình đưa Phật giáo đi các nơi trên thế giới. Và nhất là mình đi đâu á, mình nói chuyện thẳng với người địa phương, chứ mình nhờ mấy đệ tử nó thông dịch, nhiều khi nó thông dịch trật lắc. Phải giỏi. Ở đây vị nào mà thích học tiếng Anh đưa tay thầy coi. Sao lại cười, không ai. Ai học tiếng Tây? Ai học tiếng Đức? Tôi nói hỏi quý vị muốn học tiếng Đức là bởi vì kỳ rồi thầy mới mua hai cái tòa lâu đài bên đó. Anh chị em nào mà có cái duyên lành nó qua đó rồi học tiếng Đức rồi làm trụ trì đó luôn. Nó nhiều cái hay lắm. Và xin thưa tất cả anh chị em, thôi bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị tăng ni nè. Mình tu làm sao trúng, học làm sao trúng. Tu học, study and the practice.
how we understand right and wrong. Làm sao mình biết trúng và sai? Vị nào trả lời? Tôi nói như này cho quý vị thấy thế này. Có những người đậu tới 4 năm bằng tiến sĩ, nhưng mà đi đâu cái đầu lắc lắc, gặp ai cũng lùm lùm. Cái này là có vấn đề. Nói cái gì tàn là trên trời dưới đất không à? Cái này là vấn đề. Cho nên hiện nay we are problem with wrong education. Ngày hôm nay chúng ta không phải ở Việt Nam mình, mà nhiều nơi trên thế giới họ đang đi vào cái khủng hoảng giáo dục. Không phải hiện tại mà tôi nghĩ thời xưa cũng vậy đó. Cũng như tôi nói cho quý vị nghe, hồi thời xưa bên Ấn Độ, ngay bây giờ cũng vậy đó. Có những người học giả, họ có bằng cấp, những cái bà la môn đó, họ coi thiên hạ không ra gì hết, đi đâu cũng mang một đống sách theo. Thì cái ngày đó, một cái ông học giả đó, ông đi gặp cái anh lái đò ở sông Hằng. Anh hỏi túm cá, cốn cá, gắt sách, cá hà nà, nghĩa là giống như là do you understand how to read education. Thì cái người lái đò đó, quý vị bên đó cái giai thấp, ông nói dạ thưa ngài, con sanh vô phước, con sanh trong cái nhà nghèo, thành ra con không được học. Ông cái người bà la môn đó nhìn cho thằng đó, à, như vậy là cuộc đời 1/4 cuộc đời của mày tàn rồi, vì mày không biết đọc biết viết, mày không có học, phải không ạ? Thì một lát nữa khi mà cái ông lái đò, ông mà cái người học giả bà la môn đó đi xuống ngồi trên sông Hằng, trên cái ghe đó, ông nhìn cái anh lái đò, anh hỏi mày có biết kinh Vệ Đà không? Ông lái đò ông nói thưa ngài, con không biết đọc, làm sao con biết kinh Vệ Đà? Thì ông này rất là hãnh diện. Kinh Vệ Đà là thượng thấu thiên đường, hạ triệt địa phủ, hiểu tất cả những cái nhân vật này hết. Anh, như vậy là 2/4 cuộc đời của mày chết rồi, vì mày mà không biết đọc biết viết, phải không? Anh lái đò anh cũng nói dạ con biết như vậy rồi, bây giờ con sanh vào cái giai thấp cấp, con không được học. Đi một hồi ra giữa dòng sông, một trận gió nó thổi tới, cái chiếc thuyền nó lắc lư. Anh lái đò anh hỏi dạ thưa bẩm ngài, ngài có biết bơi không? Ông nói cái gì tao cũng biết, nhưng mà bước bơi tao không biết. Thì một trận gió thổi tới, mày có thể dạy không? Nó không. Muốn học bơi ít nhất cũng tuần lễ. Cái gì ngài cũng biết, nhưng mà ngài không biết bơi. Bây giờ 3/4 cuộc đời ngài sắp tàn rồi. Một trận gió nó thổi tới, chiếc thuyền lật, người học giả chết với dòng sông Hằng, còn anh lái đò bơi vào bờ về sống với vợ con. Thì cái điều này muốn nói xin thưa quý vị, có những người học một số kiến thức, tự cho mình là của vũ trụ, kể cả trong đạo Phật. Quý vị thấy không? Học một chi mà Tam Tạng Kinh Điển đi cái đầu lắc lắc, mặt đang thua lùi. Nói thì nói cho nên có nổi người ta không? Và quý vị, cái bài học của người học giả này cho chúng ta một cái điều rất là phải suy ngẫm. Đừng có nghĩ mình có bằng cấp mà mình ăn hiếp người ta. Bây giờ quý vị lên mạng, quý vị thấy đó, nói tàn chuyện trên trời dưới đất không hả? Cho nên tôi nói bây giờ ở trong này, quý vị, quý thầy, quý cô, cố gắng chúng ta học, và thỉnh thoảng chúng ta phải trách lại coi chúng ta học có trúng không và tu có trúng không, và mình học xong rồi mình sẽ phụng sự phải làm thế nào. Không khéo, cũng như có nhiều vị thầy hỏi thưa thầy, ngay cả thầy Nhật Từ mới hỏi, có nhiều vị nó hỏi thưa thầy, con thấy thầy về mấy chục năm mà sao thấy thầy không già. Cái này cũng là cái mật pháp, là bởi vì tôi tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự làm lấy hết. Không có thích Phật tử nào mà hay là đệ tử thị giả thị thiệt. Tôi thích thị thiệt chứ không thích thị giả. Là bởi vì sao? Phật tử nó thương mình, nó nấu cơm thiệt ngon. Bữa nào nó buồn á, nó bỏ muối vô ăn mệt lắm, tự nấu, tự giặt đồ, tự đi sinh hoạt, cho nên sức khỏe tốt. Nhưng mà một số các huynh đệ tôi, phần lớn của một số người bị bệnh, là bởi vì sao? Đệ tử nó côn phụng, nó làm bậy không dám nói,
nó thương sư phụ, mỗi đứa nó làm một chén chè đưa sư phụ không ăn, thì sợ nó buồn, ráng ăn riết sư phụ bị đái đường. Đệ tử đi vô trong chùa làm sai thầy không dám nói, vì khi nói đó nó không cúng tiền, tiền đâu trả tiền điện, thì té ra là mình tu là vì tiền. Cho nên tôi đề nghị tất cả quý vị đã hy sinh cuộc đời, son trẻ tất cả những danh vọng ngoài đời vô tu, chúng ta phải có lý tưởng. Nếu không có lý tưởng thì chúng ta trở thành slave. Rõ chưa? Mình chỉ lẩn quẩn. Cho nên cái điểm này tôi nói chính vì vậy mà cái đạo Phật mình không phát triển được. Ở Việt Nam mình còn khá đó. Tôi nói thật chứ quý vị, đi những cái nước khác đó thấy buồn lắm quý vị. Bây giờ thôi tôi hỏi luôn các vị giáo sư đây. Ở trên thế giới này có nhiều tôn giáo, phải vậy chưa? Dạ. Không, quý thầy luôn. Không, chúng ta phải đề quý vị là những sứ giả như lai, quý vị lãnh đạo tương lai. Chúng ta làm sao phải mở một cái trang sử mới cho cái đạo Phật, còn không là mình. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, nhưng có một cái tôn giáo đó không có người đệ tử, không có người nào nghèo. Đó là tôn giáo nào? Quý vị giáo sở. Who? There's many religions. Không, cái này là phải thẳng thắn. There's many religions, but there's a follower, nobody poor. Không có tôn giáo nào nghèo, không, không, cái tôn giáo đó không có đệ tử nào nghèo. Phật giáo trật lắc, Phật giáo nghèo tùm lum. Tôi muốn nói đây là giàu về vật chất và tinh thần. Cho nên tôi muốn ngày hôm nay, tôi có thể ngày mai tôi chết, năm nay là gần 80 tuổi rồi. Mong rằng các anh chị em tăng ni mở một cái trang sử mới. Tu theo tôi là phải giàu có và hạnh phúc, giàu có về vật chất và tinh thần. Chùa tôi bên đó đó không cho Phật tử đó làm công quả. Có người hỏi tại không quá, bởi vì Phật tử nó vô nó làm công quả lãng quạng, mai mốt nó làm công thần mình mệt lắm. Mấy ông thầy đó quý vị, chùa nhiều chùa bị Phật tử nó chi phối là vì nó làm công quả công thần. Đó, đây là những cái rất tiếc là không có thời giờ nhiều.